đang trong quá trình tìm hiểu mà bạn ấy gặp khốn khó thì em sẽ xử lý như thế nào? Nếu như mà trong quá trình mà tìm hiểu nhau, có nghĩa là cái tình cảm giữa hai bên nó như thế nào? Ví dụ, nếu như mà anh với em chỉ ở cái mức độ gọi là trên tình bạn một tí thôi thì mình vẫn là tình bạn. Còn nếu như mà mình đã thật sự gọi là yêu nhau 90 đến 100%, có nghĩa là mình cộng sinh với nhau để phát triển, bởi vì mình có tình yêu với nhau mà. Đúng rồi, anh cũng đồng quan điểm với em là anh cũng muốn tìm một người nào mà chung tình. Tại vì con người của mình á, không ai là toàn diện và không ai khi nào cũng khỏe mạnh và khi nào cũng gặp thuận lợi và may mắn. Đôi lúc là mình hôm nay là mình sẽ thành công nhưng ngày mai mình sẽ thất bại. Hôm nay mình khỏe, ngày mai mình sẽ không khỏe. Mình không thể nào biết trước được, nhưng mà cái đạo đức con người là trên hết. Nếu như mà mình thật sự tốt với đối phương, hai bên tốt lẫn nhau thì người ta sẽ không bao giờ bỏ mình. Tôi giống nắm tay cô dâu dắt vô thánh đường quá mà cô dâu bị bịt mắt. Rồi, ngồi ghế đi cưng. Mời hai bạn mở mặt nạ thì chị giúp cho. À, chị Tường chào hai bạn. Em xin chào chị Cát Tường. Bạn trai hãy giới thiệu trước về tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Chào, em xin giới thiệu, em là Đỗ Duy Khánh. Em sinh năm 1993. Hiện giờ em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên kỹ sư điện, quê em ở Quảng Ngãi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Thủy ạ. Em cũng 26 tuổi. Công việc của em là trưởng của một bộ phận chăm sóc khách hàng và quản lý lớp học ở trung tâm Anh ngữ. Quê mình ở đâu em? Dạ em ở Đồng Nai chị. Em làm ở Phú Nhuận á chị. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là không uống rượu bia, không hút thuốc, biết chăm lo cho gia đình, biết suy nghĩ cho người khác. Điểm yếu. Còn điểm yếu của em là hay lười, nhiều như lười làm việc nhà. Lười ăn, lười ngủ. Lười ăn, lười ngủ luôn. Nhưng mà đi chơi thì em không lười. Trời đất ơi, em đang sống với ai? Em đang sống với em trai. Chà, chắc cái nhà cũng hơi bề bộn ha. Em làm nhưng mà làm không lười. Đi chơi thì không mệt. Dạ. Ủa ngủ sao làm biếng, lên giường nằm ngủ thì khỏe chứ tôi nghe chưa nghe ai nói làm biếng ngủ hết trơn nha. Làm miếng ăn thì có mà chưa có nghe làm biếng ngủ. Dạ khi mà em buồn ngủ lắm em mới buồn ngủ thôi chứ còn khi mà không buồn ngủ thì em kiếm cái này cái kia em học hỏi. Rồi bạn gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hiếu thảo và trách nhiệm ạ. Điểm yếu của em là em không có nhớ đường á chị, ví dụ như là em lên đây 8 năm nhưng mà em đi đường không có biết nhiều đường. Lộn lùm lum ha. Dạ. Gái mà, bởi vì dạ, mình mới cần một cái người đưa đón hay là chăm sóc mình đúng không nè. Dạ. Về tình duyên thì em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại là em chưa có mối tình chính thức nào hết chị. 26 năm chưa có mối tình chính thức nào. Tại vì á là từ nhỏ là em đi học là em chỉ biết học thôi. Xong rồi là đi làm thì cũng tập trung vào việc làm á. Thì trong quá trình đó thì vẫn có các bạn, nói chung là cũng có những cái vệ tinh xung quanh à. Nhưng mà em chưa có nghĩ tới. Thế còn em, tình trường sao? Dạ em có một mối tình. Một mối tình, bao lâu? Một mối tình cỡ khoảng nửa năm á chị. Cứ cắm đầu học rồi cứ mọi người thích mình nữa, mình cũng không để ý. Lo học không à? Đến khi mà mình ra trường rồi mình có về việc rồi xong cái người ta đi lấy chồng hết rồi cho nên đó. Vậy thì cái mối tình nó đầu quen rồi nào? Mối tình đó là lúc là em qua nhà anh rể em chơi. Cũng chưa sâu đậm gì lắm đúng không? Dạ đúng rồi, đó, trong quá trình tìm hiểu. Thế mẫu người mà bạn trai em đang tìm kiếm là như thế nào? Mẫu lý tưởng của em hả chị? Không gia trưởng, không người miền Bắc. Chưa, Quảng Ngãi chưa có ra tới Bắc. Miền Trung. Miền Trung, được. Lớn tuổi hơn em. Thôi thật ra tuổi tác nó cũng không quan trọng. Tôi này còn quen người nhỏ hơn không à. Buồn quá, tôi cũng muốn quen người lớn tuổi hơn là đâu có đâu. Kệ em ơi, mình cùng chung tuổi tác, mình cùng chung suy nghĩ, mình cùng chung cái tư duy, cùng chung sở thích, đam mê, cùng chung sức khỏe. Nó nhiều thứ nó ok lắm. Người đàn ông của gia đình, đừng ốm quá, không có hô. Mắt không có nhỏ quá. Mắt không nhỏ quá. Dạng như chú Nguyên Linh là được á chị. Ờ. Dạ. Tôi không biết. Còn em, mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là xinh một chút. Về trình độ học vấn thì cũng có hiểu biết một chút là được. Có hiểu biết chút là được. Bữa nay đi làm trong trường. Còn công việc thì làm nhưng mà phải có thời gian để lo cho gia đình chút, chứ không phải là lo đi làm. Thời buổi bây giờ là phải có tiếng Anh giao tiếp nè. Bạn gái tiếng Anh là giỏi nè. Mình biết tiếng Anh không? Em đang đi học tiếng Anh, học được 2 tuần. Nhưng mà em nghe em hiểu nhưng mà em có ít có nói được lắm. Phải không? Rồi em nói thử vài câu coi bạn này có hiểu gì không? Nói mấy câu dễ dễ. Nói mấy câu dễ dễ, ta mới học tiếng Anh có 2 tuần à. Nice to meet you. How old are you? Please. Can you tell me how old are you? Nice to meet you là hiểu. Sau đó hết hiểu. Còn how gì em nói. How gì nói lớn lên cho anh nghe nè. How old are you? How old are you? How old spell that?
Đánh dần, đánh dần. Can you repeat, please? Can you spell? How old is mean your age? Là gì? Bạn có cố gắng không, như thế nào? Cố gắng cái gì? Tôi không thấy có chữ nào cố gắng cái trọng trơn. Tại là tuổi à? Đúng rồi đó chị. Cái ý nghĩa là vậy đó. Em hỏi là how old are you? Nhưng mà người ta phát âm chuẩn nó vậy đó. I'm 26. Dạ. Thôi bây giờ vậy nè, hai mình mướn cổ về dạy tiếng Anh, hai mình share tiền học chung. Nhưng mà tôi thấy chị giỏi hơn em á. Chị đi quốc tế học, rồi, em chị mới giỏi hơn rồi. Em mới học cái danh từ. Thôi hai mình đăng ký học cô giáo này được không? Ổn dạ. Không? Dạ ổn. Ổn ha, rồi thôi ok, cái đó mình tính sau đi. Để mình chơi cái trò nhìn hình đoán chữ coi nè. Có ảnh đó chậm á. Kiếm đi. Rồi tấm này mờ quá đâu có thấy. Chủ đạo là tấm này nè. Kiếm cổ đi, tấm sau nhỏ quá không thấy đâu. Em anh chọn này, ai? Anh này. Lý do sao chọn anh đó? Dạ hai cái giống nhau. À hai cái giống nhau. Dạ. Rồi để xem coi cảm nhận của người phụ nữ hôm nay có đúng không nha. Em bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Hai cái giống nhau. Bây giờ các Tường xin mời quý vị chúng ta hãy đoán xem cái giây phút này, mở cửa trái tim ra xem ai sẽ là người đoán đúng và ai là người đoán sai nha. 1, 2, 3. Anh chào em. Anh có bó hoa tặng em. Cảm ơn. Bó hoa hồng rất đẹp. Dạ em có món quà tặng anh. Dạ anh cảm ơn em. Là cái gì đó cưng? Dạ đó là một cuốn sổ á chị. Mở ra xem. Dạ. Thử đi. Có ý nghĩa gì không? Dạ cuốn sổ chắc để em ghi tiếng Anh. Hả? Cuốn sổ đấy người ta tặng cũng tặng mới ghi tiếng Anh. Đúng rồi chị, cuốn sổ đó ghi tiếng Anh đó chị. Ồ vậy luôn hả? Ghi từ vựng luôn. Cái đó là mình để học ghi từ vựng dạ, đó chị. Dạ đoán đúng vậy. Vậy đoán đúng có thưởng. Dạ. Dạ nếu vậy là mình có du di cái vụ mà đoán sai không? Dạ không. Đoán sai em rồi đó. Đoán cái cô này nè. Rồi giờ bị phạt gì đây? Dạ hết đất 20 cái. Hết đất 20 cái. 20 cái. Cái gì tự nhiên rờ nách, ta kêu hít đất là rờ nách. Nhức nách quá. Thôi để anh thực hiện hình phạt. Xây qua đó. Đó, trên đó đó, rồi xéo xéo qua, ok. Kỹ sư điện không có ăn nhậu. Đếm đi cưng. 1, 2 cái, có nổi không? Thường vô tắm đầu nhỏ lắm. 16. Cố lên. 17. 18. 19. 20. Khỏe nha. 21. Bonus luôn. Bonus cái, bonus cái. Trời ơi, tướng body ngon nha. Trời ơi, đâu đưa tay tôi bắt mạch chứ coi nè. Chết cha rồi, chắc có bầu hay sao mà nhịp đập tới hai mạch dữ vậy. Không, ổn định, ổn định. Khỏe. Sao bắt ta hít đất vậy? Kiểm tra năng lực sức khỏe chị. Thấy hài lòng không? Dạ cũng được. Cũng được. Bây giờ nóng trong người rồi nha, tự tin lên. Tự có những cái gì quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình, cái gì đó cứ nói chuyện với nhau hết. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hòn Đất. Chào một bữa cơm mà rất là ấm cúng nha. Cá diêu hồng, chiên sả ớt, canh chua tôm và rau móp xào tép. Trời ơi, vừa ăn uống vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Tự nhiên lên nha hai đứa nha. Một chị ra ngoài một chút xíu chị quay vô liền. Tự tin nha. Rồi chúc hai bạn thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Rồi chào em đến múc cơm. Sao em thấy anh dạ, thế nào? Dạ em một muỗng là được rồi anh. Dạ. Em thấy anh thế nào em? Cho anh cái nhận xét đi. À rồi cảm ơn anh. Rồi. Nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có 4 người, chị lấy chồng rồi, còn anh với thằng em. Em của anh thì học ở ra trường, mới ra trường. Là mình làm ở đây lâu chưa anh? Anh làm ở đây từ khi ra trường mới tới bây giờ luôn á. Là hiện giờ mình làm ở đâu? Anh làm ở Bình Chánh á. Ví dụ như là khi mà mình quen nhau ấy, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật thì cái đặc thù công việc của em là sẽ làm và chỉ nghỉ thứ hai thôi, trong tuần á thì sẽ làm từ thứ ba cho tới thứ sáu toàn là buổi tối thôi. Thì anh có sắp xếp được thời gian hẹn với em không? Buổi tối, nếu mà buổi tối mấy giờ em làm xong? 9 giờ em mới làm xong. À, nhiều lúc là 9:30 nữa. Vậy thì anh có thể hy sinh, anh đợi. Vì sao không? Anh làm là giờ hành chính thôi, từ 7:30 tới 5:00 chiều. Có nghĩa là trong tuần á thì chỉ có hẹn được ngày thứ hai thôi, còn thứ bảy chủ nhật á thì em bận. Mời em. À, mời anh. Anh có thích ăn cá không? Anh ở quê anh ăn cá, mẹ anh gửi cá cho nhiều lắm. Vậy hả? Ừ. Ăn không, bữa nào anh qua anh gửi qua em. Em thì cũng thích ăn cá lắm, mà em bình thường á không có ăn cơm. Không ăn cơm hả? Ừ, em không ăn cơm đâu, em ăn rau với là
chủ yếu là yến mạch và rau thôi. Ăn cơm sợ buồn ngủ quá sao không cơm? Tại vì ăn cơm sợ mập. Dữ vậy? Anh thấy mập không? Em thấy anh thấy em cũng vừa người. Là nếu như mà mình đến được với nhau á thì có phải làm dâu không anh? Thời buổi này á em đừng có suy nghĩ là có làm dâu hay không, mà mình phải biết suy nghĩ cho người khác. Khi mà người ta muốn mình làm dâu á thì mình cũng làm dâu, mà khi mà mình muốn sống theo cái tính là thích sống tự do. Đó, thích là, sống tự do. Là... khi mà em về nhà anh thì em với lòng tròn bổn phận dâu, còn khi mà em hai đứa mình ở riêng á thì mình ở riêng thôi. À, mình cưới nhau ví dụ vậy thì mình sẽ ở trọ trên này hay là về quê luôn? Khi mà mình cưới nhau á thì mình ở cái công việc của mình ở đâu, ví dụ như anh ở Sài Gòn thì mình làm ở Sài Gòn, về quê làm á thì mình cũng xây một cái nhà riêng, mình ở riêng chứ mình không ở chung. Nếu mà ở quê thì ở quê cũng là ở mình riêng. Ở chung với ba mẹ, còn nếu như không, mà ở nếu, đây nếu mà ở quê thì cũng ở riêng, còn nếu mà ở đây thì mình cũng ở riêng, không có ở chung với ba mẹ. Ủa không ở chung vậy chứ mình có nhà riêng hả? Ở kề ba mẹ thôi chứ không có ở chung nhà. Ủa là mình có hai căn nhà kế bên nhau hả hay sao, em chưa có hiểu. Công việc của anh với em ở Sài Gòn đúng không, thì mình sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà ở Sài Gòn, không có ở chung với ba mẹ, khi mà muốn chăm sóc thì qua chăm sóc. Ý là mình ở riêng nhưng mà hiện tại là mình chưa có nhà riêng. Đúng để rồi. Ở đúng rồi. Anh đã có những kế hoạch cho mình nhất định chưa, ví dụ như là mình ở đâu, nhà mình như thế nào, hay là mình sẽ ở trọ? Nửa năm sau là anh có kế hoạch là mua nhà phố đó. Mua nhà phố ở vậy giờ tiết kiệm được chưa? Giờ anh tiết kiệm được ít rồi. Đó. Rồi có thể bật mí là tiết kiệm được bao nhiêu chưa? Gia đình anh cung cấp thêm ít nữa là anh mua nhà phố. Ok, rồi nếu bí, mà bật mí không lẽ bây giờ anh đưa tài khoản cho anh xem. Vậy ví dụ như là bây giờ mình lập gia đình ha, thì vợ của anh có đưa tiền hết cho vợ của anh không? Hay là anh sẽ tính như thế nào? Khi nào mà anh với em cưới nhau á là anh sẽ đưa tiền hết cho em. Đưa hết luôn, không giữ lại cho mình mảnh miếng nào luôn? Thì cũng phải giữ lại một ít để tiêu xài. Em rất là quan điểm rất là rõ ràng, có nghĩa là em sẽ không bao giờ giữ tiền Tết hết của anh đâu. Tiền của anh 10 phần thì em vẫn chưa cho anh 3 phần. Anh có thể làm những cái việc gì của anh. Dạ thì cảm ơn em. 3 phần là nhiều rồi, bớt lại đi 2 phần thôi. Em hào phóng lắm chị. Nói giỡn thôi, thật sự tiền bạc ai quản lý không quan trọng. Quan trọng là mình chi tiêu và mình tin tưởng nhau như thế nào. Thấy có vẻ bị hỏi giờ, không, không hỏi được cái gì. Nãy giờ chị bạn hỏi liên tục. Rồi bây giờ tới, thì ra đây chị thấy em bị... Dạ, không em chưa được. Hỏi được câu nào. Bây giờ em hỏi đi. Em mẫu người lý tưởng của em gì? Thì hồi nãy như chị Cát Tường có hỏi em rồi đó, em có chia sẻ rồi. Người đàn ông có trách nhiệm và chững chạc, có thể lo lắng được cho gia đình, có công ăn việc làm ổn định, là như vậy là được rồi. Có công ăn việc làm ổn định. Vậy mà nãy đời em mua nhà. Ôi, thì có công ăn việc làm ổn định thì phải tương lai phải hướng tới việc mua nhà, phải an cư mới lạc nghiệp chứ sao. Dạ đúng rồi. Nói chung á, đây cũng là một cái đôi trẻ mà Tường thấy là Tường đỡ phải cực khổ nè. Các bạn ấy rất mạnh dạn, tử tế và rất là hiện đại, có thể trao đổi thẳng thắn với nhau như vậy. Rồi bây giờ Tường sẽ cho các bạn chơi thêm một cái mini game nhỏ nhỏ nha. Mời em trai rút trước hay đọc lớn cái yêu cầu trong này. Rồi đọc lớn lên. Xin phép nắm tay và nói một câu hay hát vài câu tỏ tình lãng mạn. Là bạn nữ phải làm hay là em làm? Em nghĩ là này bạn nữ làm với em hợp hơn hay là em làm với bạn nữ hợp hơn? Em làm. Nói hoặc hát cái nào hay hơn thì mình cứ làm. Cho anh xin nắm tay em mời em hát một câu. Không cần em đứng dậy không? Tùy em mà lòng hảo tâm của em. Dạ. Anh vẫn đang tìm kiếm nắm tay một làn mi cong, một vòng tay ấm áp, chợt thức giấc ngủ dậy và thấy em không bên ai, thì ra anh đã mơ về em. Làn mây đưa lối tiếng bước anh trên con đường mới, biết không người ơi từng ngày anh mong nhớ. Thấy được gì? Cảm xúc em sao? Cảm xúc em thì bạn ấy cũng do bạn ấy là lời cô giáo á, cho nên bạn ấy cũng là chững chạc, cho nên từ cái cách nói chuyện cho tới cái tất cả đều chuẩn mực quá, giống như là một cô giáo luôn. Sao học trò nắm tay mình hát không nhìn mặt người ta dữ chơi vậy? Em ngại á chị. Không nhìn sao cảm nhận được cảm xúc? Dạ em cảm nhận bằng trái tim á chị. Thì em thấy được gì không? Dạ có đập. Có đập chứ không lẽ không đập tắt thở. Rồi bây giờ mời em gái. Em chọn màu xanh. Rồi chọn màu xanh, đọc lớn lên em. Nêu cảm nhận thật lòng về người đối diện, điểm nào bạn không thích ở đối phương. Thì thấy bạn trai hiền, chân thành, khỏe. Điểm nào bạn không thích ở đối phương
điểm không thích nhất của em suy nghĩ thôi á, là bạn chưa có, tại vì những câu hỏi của em rất là chi tiết, cho nên là em cần bạn trả lời chi tiết và rõ ràng luôn. Lòng vòng nó làm em khó hiểu. Mua nhà hay gì đó, thật ra em đâu có yêu cầu bạn mua nhà đâu, mà em chỉ hỏi là lập gia đình thì sẽ ở trọ hay là ở nhà của mình. Nhưng mà bạn lại suy nghĩ vòng vòng sao á, rồi trả lời, rồi dẫn tới là hiểu lầm luôn. Đó giờ chắc ít ai hỏi mấy câu đó, cho nên người ta ngại, cái rồi người ta bị lúng túng, gặp cô gái, gặp cô giáo nữa người ta bị khớp. Thật ra em cũng không phải là cô giáo quá chững chạc gì đâu anh. Tụi em làm bên trung tâm Anh ngữ á, cho nên là rất là phương Tây rồi. Có nghĩa là mình rất là mở lòng và mình không có giống như là cô giáo mà như ngày xưa của mình. Nói là anh sẽ cố gắng để có một cái chỗ ở ổn định. Khi mà mình nói ra điều gì đó, thì mình phải huy động. Mà nói được là phải làm được, cho nên người này có trách nhiệm. À, có gì ta được ta mới dám nói, cho nên khi hỏi người ta bị chế với, ta phải có cái lập trình suy nghĩ. Suy nghĩ thì anh nói là chứ mà nói mà làm được thì cũng hơi ngại. Không vấn đề gì hết. Chờ tiếp không? Chờ tiếp đi chị. Tiếp đi ha. Dạ. Em trước nè, ưu tiên là em trước. Dạ, vậy thôi em chọn màu xanh tiếp đi. Rồi. Theo bạn, nụ hôn tình yêu khác biệt thế nào so với nụ hôn tình bạn? Em trả lời đi. Nụ hôn tình yêu thì đương nhiên là nó phải hạnh phúc hơn nụ hôn tình. Mà nụ hôn không bao giờ mà có nụ hôn tình bạn. Có chứ, mình hôn má nè, mình thương nhau thì mình có thể thể hiện được cái cảm xúc đó. Thôi nụ hôn xã giao. Dạ. Nụ hôn tình yêu thì nó thể hiện một cái hạnh phúc nào đó mà nó riêng tư hơn. Tình bạn á thì nó thể hiện một cái ấm áp, hạnh phúc. Rồi tới em, móc lên nằm bóc, đọc lớn lên. Nếu người yêu thích hôn nhau ở nơi đông người để thể hiện tình cảm, bạn có đồng ý không? Vì sao? Nếu như mà người yêu yêu cầu là hôn nhau trước chỗ đông người thì hôn nhau ở chỗ nào? Ví dụ đi xem phim. Công viên. Không, ý em là hôn nhau ở cái bộ phận nào? Công viên hay xem phim hay... À, em muốn hôn ở bộ phận nào? Em muốn hôn ở bộ phận nào? Thì em thích hôn chỗ nào không? Nếu mà nơi đông người thì em là hôn má. Còn hôn má. Nếu mà vắn vắn á, công viên mà vắn 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 á thì em hôn môi. Rồi, trả lời đi. Là mình là người phương Đông. Cho nên rằng là tùy vào cái mức độ mà mình quen biết nhau như thế nào. Người yêu đó, bây giờ người yêu đó là thân thiết rồi á, thì mình cũng nên giữ khẽ. Tụi em làm bên trung tâm Anh ngữ á, cho nên là rất là phương Tây rồi. Có nghĩa là mình rất là mở lòng. Yêu thân thiết rồi còn giữ khẽ cái gì nữa. Tôi đi ăn với bạn trai tôi hả, mà bạn trai tôi không để ý tới tôi hả, mà cách 10 phút không hôn tôi cái tôi giận, tôi đứng dậy tôi về. Thì hôn má không thì được chị. Thì người ta nói đâu đông người hôn má, còn công viên vắng vẻ người ta hôn môi. Có hai đứa thì người ta hôn môi. Thấy bạn gái mình gì dễ thương quá thì bạn trai hôn lên má bạn gái một cái thì người ta nhìn kệ người ta, vậy được không? Dạ được. Được, có chị thấy dễ thương mà. Rồi ví dụ giờ ra công viên nè, địa qua địa lại vắng vẻ cho anh hôn môi em cái cho. Dạ cho. Đó, có gì đâu. Mỗi bạn sẽ nói một câu cuối cùng để trước khi mình đưa ra quyết định là có bấm nút với nhau hay không. Anh đi làm thì công việc cũng ổn định, nhưng mà khi mà cái công việc của anh á, anh không làm ra được cái đồng tiền nào á, anh lúc anh nghèo khó thì em cứ chăm sóc anh không? Một khi mà mình đã là vợ chồng rồi và mình chấp nhận cưới nhau rồi, đến từ cái tình yêu từ hai phía, thì cái người đối phương dù nghèo khó cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng nên san sẻ và phụ giúp cho họ. Chứ mình đừng có thấy là họ gặp khó khăn mà mình bỏ họ. Đúng rồi. Đang trong quá trình tìm hiểu mà bạn ấy gặp khốn khó thì em sẽ xử lý như thế nào? Nếu như mà trong quá trình mà tìm hiểu nhau, có nghĩa là cái tình cảm giữa hai bên nó như thế nào? Ví dụ, nếu như mà anh với em chỉ ở cái mức độ gọi là trên tình bạn một tí thôi thì mình vẫn là tình bạn. Còn nếu như mà mình đã thật sự gọi là yêu nhau 90 đến 100%, có nghĩa là mình cộng sinh với nhau để phát triển, bởi vì mình có tình yêu với nhau mà. Đúng rồi, anh cũng đồng quan điểm với em là anh cũng muốn tìm một người nào mà chung tình. Tại vì con người của mình á, không ai là toàn diện và không ai khi nào cũng khỏe mạnh và khi nào cũng gặp thuận lợi và may mắn. Đôi lúc là mình hôm nay là mình sẽ thành công nhưng ngày mai mình sẽ thất bại. Hôm nay mình khỏe, ngày mai mình sẽ không khỏe. Mình không thể nào biết trước được, nhưng mà cái đạo đức con người là trên hết. Nếu như mà mình thật sự tốt với đối phương, hai bên tốt lẫn nhau, thì người ta sẽ không bao giờ bỏ mình. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý bấm nút, nhấn thật mạnh. Nếu không đồng ý bấm nút, lấy tay ra khỏi nút bấm. Ok, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hệ
hết thời gian. Tại sao bạn gái không bấm? Em chưa có cảm nhận được cảm nhận được là trong cái cảm xúc nó có, cho nên là em chưa có bấm. Sự rung động nó rất quan trọng, tại vì muốn tìm hiểu nhau phải có thời gian. Trân trọng cái cảm xúc của em, mặc dù chị thấy đây là một chàng trai có vẻ rất có trách nhiệm. Không sao cả, tại vì trong cuộc sống mà, nó sẽ có rất là muôn mộng muôn vẻ, nó nhiều cung bậc cảm xúc. Tường không muốn hoàn thành vai trò bà mối của mình ngày hôm nay rồi, rất là buồn thưa quý vị, nhưng mà đó là những cái cung bậc cảm xúc của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Hãy nhấn subscribe để theo dõi kênh quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.